Xin chào tất cả mọi người, trở lại video tiếp theo của tôi. Hôm nay là một ngày tôi đi tắm mà không may. Thấy chưa, đây là mưa. Không thấy thì cứ thử nhìn đi. Đây là mưa mà. Bây giờ tôi sẽ không quay được video các bạn xem. Tôi đang thực hiện một clip rất quan trọng nhưng mà nó lại không thành công. Và bây giờ bye bye các bạn một cái clip sau. Và mình cũng để lại một đoạn video nhé. Hello, xin chào mọi người. Và đây bây giờ rất là may cho mình mà mưa cũng đã tạm dừng rồi. Đây chính là hoa. Tôi về đây các bạn có thể thấy là con ong nó đang bay. Tôi có thể phóng to. Rồi, đây chính là con ong của chúng ta. Nó đang lấy mật để đi làm đi nuôi con. Chắc cũng thế đấy. Tôi không quên. Để phóng to ra đi. Được rồi, bây giờ mình đã phóng rất là to luôn rồi. Chẳng thế này là quá to luôn rồi. Và nó cũng đã tung. Để các bạn xem video thông cảm. Bay đi đâu mất rồi, được không? Ok, và là video của mình kết thúc tại đây. Bye bye, hẹn các bạn. Một cái kênh sau, bye.